Hello Quốc Hùng, xin chào toàn thể tất cả bác. Và trong video này thì tiếp tục em giới thiệu cho bác một thiết bị âm thanh khác để trợ giúp cho bộ dàn chúng ta nó hay hơn, nó ra tiếng bass sub nghe nó chất lượng hơn. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác một quả sub đến từ hãng Pioneer của Nhật nha các bác nha. Đấy. Và chiếc sub này thì có mã là SVK6 nha bác nha, SVK6. Dòng này thì nó sẽ có đàn anh là SVK8. SVK8 thì nó là bass 30, còn SVK6 là bass 25 nha bác này, sử dụng một bass 25. Đó là cái kênh phía mặt trước của nó nha bác nha, kênh phía mặt trước, logo tem nhôm Pioneer. Đấy, tem nhôm Pioneer nha. Phía dưới này thì các bác đây là nút nguồn. Đó, nút nguồn của nó nha, power on off. Đấy, đèn báo nguồn này. Sub được thiết kế là gồm hai bát, một bát cộng hướng ở phía trước. Đây, đây là bát cộng hướng ở phía trước nha bác nha. Táo canh ra, canh nó thì quay quay cực kỳ là đẹp rồi nha bác. Canh rất là đẹp luôn, không sắt rách, không sờn, không xước xác gì nha. Đấy, không còn nguyên hết nha bác nha. Còn nguyên bán để sang bên này. Đó. Ở đây thì các bác thấy này, thì nó sử dụng một là một bát cộng hướng ở phía trước này. Gân là gân béo nha. Gân béo. Đó, một bát cộng hướng phía trước cực kỳ là chắc chắn nha. Bát này thì nó đập thì thôi rồi luôn. Đó, bát 25 nha bác, 25. Còn bát thật nó bát điện là nó ở phía dưới gầm, ấp gầm. Còn bát này là bát cộng hướng nha. Với những cái dòng bát cộng hướng như thế này thì tiếng sub nó ra nó sẽ chắc hơn và độ vang vọng nó sẽ rộng hơn. Đó. Về hình thức thì nó chia làm hai phần, phía trên là thùng gỗ và phía dưới là cái đế chân, phía dưới là đế chân, tán âm ra bên ngoài, tán âm sub qua bên ngoài. Đấy, em sẽ quay cho bác xem. Về thùng quách của nó thì các bác nhìn này, rất là đẹp luôn nha bác nha. Góc cạnh của nó thì còn nguyên bản sơn si nha bác, quá đẹp luôn. Các bác nhìn góc cạnh nó này, vuông thành xích cạnh thùng gỗ. Văn gỗ cực kỳ là đẹp luôn, các bác nhìn này, nhìn văn gỗ nha. Đó. Thùng là thùng gỗ luôn nha, không có phải là văn lạng đâu nha bác nha. Đây, thùng gỗ rất là đẹp luôn nha bác. Góc cạnh cực kỳ là đẹp luôn nha. Đấy, mặt nó là không trời xước gì hết nha. Rất đẹp. Đây, quay sâu cho bác xem. Đằng sau thì Pioneer này, model SVK6 này, điện 100V 50W. Đó. Chế độ hát này, cách sub hoặc là không cách này. Đấy. Đó, này là không cách nha bác nha. Không cách thì cũng nó sẽ chặt luôn. Cách này. Đấy. Volume tới chỉnh, volume cách sub, đường output và input. Đường input đó, em đang cắm vào đường input và đường này đường output. Chế độ tăng âm ở 0 độ và 180 độ nha. Đấy. Các bác cắm vào cầu lo ở đây là đường output và dưới là đường input nha. Rồi, về phần máy thì bao zin nguyên bản hết cho tất cả các bác. Cả thùng lo và tiếng lo nha. Đấy, tất cả nguyên zin. Thùng bắt cực kỳ là đẹp luôn bác. Với tầm không gian, với không gian tầm 30m² đổ lại thì các bác chơi qua sub này thì nó hợp lý nhá. Các bác ghép vào những bộ dàn nghe nhạc hay karaoke thì nó kỳ là ok luôn. Đó. Quá đẹp luôn bác. Rồi, em sẽ lật up nó lại cho tất cả bác để các bác thấy được là cái bát lo phía bên dưới nha. Vâng, ở phía dưới này là cái bát lo nằm phía trong này nha bác nha. Thì nó gọi là nấm béo luôn. Em sẽ mở ra cho tất cả bác cùng xem luôn. Và cái ru cam phía trong của chiếc cái
mua cái con súp này. Đó, ốc áp thì các bác thấy là còn vàng long lanh hết nha. Đấy, ốc nó ra còn vàng long lanh hết, bảy màu hết nha các bác nha, quá đẹp luôn nha. Đây là phía dưới đế chân của nó, thì em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem. Vâng, thì em đã tháo cái đế chân nó ra rồi nha. Ở dưới này thì tất cả bác thấy là cũng sử dụng một bát 25 này, một bát 25 và cũng là nấm béo luôn nha bác, nấm béo luôn. Đó, bát nó rất là lực và chắc. Thì em sẽ vành volume to lên để cho tất cả bác cùng lắng nghe. Đây nha. Ok nha quá nha. Đó. Em sẽ tháo cái lò súp này ra để cho tất cả bác cùng ngắm nhìn cái nội thất phía bên trong luôn nha. Đấy. Và sẵn đây thì em báo giá luôn cho tất cả bác về chiếc súp này. Cái súp này thì hiện tại đang có mức giá là 7 triệu bên em bao cước nha bác nha. Đấy, gồm 2 bát. Một bát trọng hướng 25 và một bát súp điện ốc găm 25. Đó, là hai bát 25 nha bác nha. Đánh cực kỳ lợi lực và rất là chắc luôn. Đó, giá chỉ có 7 triệu nha. Bên em bao cước và tặng cho cả bác là 3 mét dây súp. 3 mét dây súp. Nè bác. Các bác nhìn ngút bên trong là tinh tinh luôn nha. Rồi, cái này phải tháo rồi. Các bác đợi em tí nha. Vâng, đây là phía bên trong lo thùng lo này, các bác lấy mút tinh tinh nha. Cái hộp này là hộp bo công suất phía bên trong. Đấy. Và đây là cấu lo, em đã tháo sẵn ra để cho các bác xem. Đó. Lo là lo từ đôi nha, từ đôi, nên là bát nó rất lực, từ đôi nha. Đấy. Đấy, các bác lấy từ lo nè, quá khủng khiếp luôn nha. Nguyên bản hết nha các bác nha. Đây tuyến lò súp đây nguyên bản nha. Đây, nhận lò quá chất lượng luôn. Sườn sexy bảy màu nha. Rồi ok. Rồi ok quá nha. Bác nào yêu thích chiếc súp này thì alo cho em, giá 7 triệu bao cước toàn quốc. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho bố Hùng qua hai số điện thoại trên tấm biển. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác nha.